Chào các bạn, ở phần đầu video mình sẽ giới thiệu một số thức ăn dành cho cá cảnh. Ở phần cuối video thì mình có hướng dẫn để anh chị các bạn có thể bảo quản nguồn trùng chỉ nó sẽ tốt hơn. Đầu tiên là sẽ là trùng huyết đông lạnh. Trùng huyết đông lạnh này dành cho tất cả các dòng cá cảnh, nó rất là thích luôn, dinh dưỡng rất là cao. Đặc biệt là trùng huyết đông lạnh này nó có một cái ưu điểm là mình muốn cho cá mình nó lên màu tốt thì mình cần phải sử dụng trùng huyết đông lạnh này. Còn muốn cho cá mình nó ăn mập hơn thì mình cần cho nó ăn trùng chỉ. Trùng huyết này là dành cho tất cả loài cá luôn các bạn. Thứ hai nữa là Atemi. Atemi này là Atemi ấp nở sẵn dành cho cá bột từ 3 ngày tuổi trở lên. Cô chú anh chị các bạn yêu thích một số dòng cá cảnh, muốn cho cá mình nó khỏe hơn thì mình cần phải bổ sung nguồn dinh dưỡng thức ăn tươi cho cá. Bằng cách nếu mà mình không mua được bo hoặc là trùng huyết tươi thì mình cần phải mua một số thức ăn đông lạnh này để về bảo quản. Tiếp theo sẽ là bo. Bo này là bo đông lạnh, mình trữ đông sẵn ở trong tủ lạnh, lúc nào cần thì mình sử dụng cho cá. Cô chú anh chị các bạn cần hàng sỉ của trùng huyết đông lạnh. Cái này là trùng huyết mình đang đóng 50 kg cho khách. Anh chị các bạn mà cần trùng huyết đông lạnh thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại để đặt hàng. Trùng huyết mình đóng gói sẵn, một một gói này là 2 lạng, cho nên nó rất là tiện dụng các bạn. Mình nó có cái miệng tét lên như thế này, mình muốn bẻ bao nhiêu thì mình bẻ bẻ một một khúc ở đây dành cho cá bột ăn, nó tiện hơn cái vỉ nữa. Cái vỉ thì tách ra một cục rồi phải ăn hết, còn cái này là mình muốn bẻ bao nhiêu đây thì mình bẻ nhiêu đây. Rồi ở bên trại thì bán đầy đủ tất cả các dòng cá cảnh, cô chú anh chị các bạn có thời gian thì có thể ghé qua bên trại đi lựa. Rồi cảm ơn tất cả anh chị các bạn, ở phần cuối video mình sẽ hướng dẫn thêm để cô chú anh chị các bạn có thể biết cách bảo quản cái nguồn trùng mình nó sẽ khỏe hơn để cho những dòng cá này nó ăn, nó sẽ tung tăng các bạn. Còn cái này là trùng mình mới vừa đánh bắt xong. Bây giờ mình sẽ ủ nó lại, mình sủi oxy hoặc là mình chạy lọc cho nó. Một tí nữa mình sẽ lột hết cái lớp mặt ở trên để cho trùng của mình nó sẽ sạch, để cá mình ăn không có bị sình bụng, với lại trùng nó sẽ khỏe, không có bị chết dần nữa. Rồi anh chị các bạn đón theo dõi ở phần cuối của trong video này để mình biết được cái cách để xử lý trùng cho nó sạch hơn. Anh chị các bạn để cho nó có oxy với lại cái nguồn nước mà xoay chiều như thế này thì con trùng của mình nó sẽ ủ lại. Những cái cặn thải sau 2 tiếng thì nó sẽ để ở dưới lớp dưới. Tí nữa mình sẽ tiến hành mình lọc hết cái lớp trên mặt, lớp trùng sạch. Rồi hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh chị các bạn thay nước cho trùng nó sẽ sạch hơn và nó khỏe hơn. Cái lớp vừa rồi là mình lấy ra như thế này, là cái này là trùng sạch đó các bạn. Cái lớp trên mặt là mình lấy ra, còn những cái cặn của nó là ở đây. Những cái cặn đó thì mình vớt nó lại, mình sủi oxy tiếp thì nó sẽ nhả ra đất tiếp. Còn cái này là mình xả bỏ những cái cặn thải này. Rồi những cái trùng này thì mình sẽ nhặt lại, sau đó mình để vào mình sủi oxy tiếp, nó sẽ nhả ra sình. Rồi mình cũng lấy y như cái lúc đầu, mình lột cái lớp mặt. Lột cái lớp mặt phía trên thì nó sẽ được trùng sạch như thế. Sau đó khoảng 2 tiếng mình thay nước cho nó một lần. Hoặc là 4 tiếng mình thay nước cho nó một lần, tùy theo số lượng trùng mình ít hay nhiều. Thì nó sẽ có được con trùng sạch để cho cá mình nó ăn nó sẽ khỏe hơn, không có bị đường ruột. Sau khi mình xử lý xong thì mình xả nước vô lại, sau đó mình để như thế này, chạy lọc cho nó. Nếu mà nhà mình không có cái máy này thì mình dùng cái sủi oxy này, rồi sau đó khoảng 2 tiếng mình thay nước lại một lần thì mình sẽ có được trùng chỉ nó sẽ sạch, cho cá của mình ăn nó sẽ đủ chất dinh dưỡng, không có bị sình bụng. Rồi cảm ơn tất cả anh chị các bạn, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.